Welcome back to Chibi Lulu. Và đây là nhà có Tết Trung Thu, một tập đặc biệt trong series Happy Full Moon của mình. Và năm nay thì như tuần trước các bạn đã theo dõi thì chúng ta có bánh dứa Đài Loan đúng không? Không biết là bạn nào đã sắn tay vào bếp chưa nhỉ? Mình chưa thấy ai thắc mình hết. Anyways, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một món mới. Thực ra là nói mới cũng chẳng mới, bởi vì đây là một công thức phá cách từ công thức bánh Trung Thu cầm cũ. Và lý do vì sao mình lại nói là đây là bánh Trung Thu mới, bởi vì nó healthy hơn, nó ít đường hơn, và hơn nữa là nó cái vị của nó sẽ làm cho ngay cả những cái người mà còn đang diet cũng có thể ăn được, bởi vì là bánh của mình ngày hôm nay nguyên liệu của nó chứa tương đối là nhiều hạt và các loại hoa quả khô, nên là sẽ hạn chế lượng đường và lượng béo so với bánh Trung Thu bình thường. Tất nhiên là hạn chế thì chỉ hạn chế một chút thôi, chứ không phải là hạn chế hoàn toàn. Bởi các bạn biết đấy, cái gì mà thường ngon thì nó thường không healthy đúng không? Cái này thì đã giảm bớt cái độ ngon đi. Đâu, đã giảm bớt cái độ béo và độ đường của nó đi, nhưng mà vẫn rất là healthy nha. Bởi vì là nếu như healthy hoàn toàn thì nó giống như ức gà với cái bông cải vậy, nó cũng sẽ không ngon đâu. Anyways, vào bếp của mình thôi. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu cho phần vỏ bánh. Mình đã để sẵn ở trên màn hình, các bạn có thể tham khảo công thức của mình nha. Không thì các bạn có thể dựa vào công thức của mình mà gia giảm theo ý thích. Kế tới là chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào trong âu trừ quả trứng nha, bởi vì quả trứng chúng ta sẽ cho vào cuối cùng, là cho vào phần giữa của cái chỗ bột này. Thực ra thì phần nước đường lần này mình tận dụng phần nước đường mà mình đã chuẩn bị từ năm ngoái. Và các bạn yên tâm nhé, nước đường mà để làm bánh Trung Thu thì có thể để được 1 năm, 2 năm, không có vấn đề gì cả. Bởi vì đã được đun rất là kỹ rồi. Sau đó thì các bạn sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này lên và cho đến khi mà được cái kết quả như mà mình đang quét ở trên màn hình như thế này, thì là có thể bọc wrap vào và để ở trong nhiệt độ phòng khoảng từ 45 phút. Nhân thập cẩm thì thay vì các vị truyền thống như là mỡ, đường và lạp xưởng thì mình sẽ sử dụng những nguyên liệu rất là clean như là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, vân vân. Tất cả những loại hạt và hoa quả khô này các bạn cho vào máy và xay lên. Xay nhẹ nhẹ thôi chứ đừng xay quá nát, bởi vì nếu như các bạn xay quá nát thì đến khi cái thành phẩm cuối cùng của các bạn ấy, cái nhân sẽ trông không khác gì là nhân bánh đậu xanh cả. Trong nhiều công thức thì người ta còn nhắc đến rượu mai quế lộ. Bạn nào mà không biết rượu mai quế lộ thì có thể làm như mình, bởi vì mình cũng đang ở nước ngoài và không mua được rượu mai quế lộ. Mình sẽ trộn rượu nấu ăn với bột ngũ vị hương, và để cái hỗn hợp này sau khi quấy xong thì để khoảng 10-15 phút gì đó rồi mới đổ vào cái hỗn hợp nhân bánh, cái rượu mai quế lộ này và cái bột bánh dẻo, hay còn gọi là bột bánh dẻo hoặc là bột nếp đã rang ấy, thì hai cái thứ này trộn vào với cái hỗn hợp nhân là để kết dính bánh. Vì nếu như mà nhân bánh không kết dính thì rất là khó để có thể vo nó thành viên để cho vào khuôn được. Các bạn lưu ý là nếu như không có rượu mai quế lộ và bột bánh dẻo hoặc bột nếp rang thì cái nhân này sẽ bị rời rạc và không làm thành hình được. Cuối cùng cho một chút mè rang lên. Sau khi trộn xong nhân bánh thì chúng ta sẽ làm nóng lò trong nhiệt độ 180 độ ở trong 10 phút
Và trong 10 phút này thì chúng ta sẽ làm rất là gấp gáp, đó chính là chia nhân bánh thành những cái cục, thành những cái viên như thế này. Và sau đó thì nếu như bạn nào muốn ăn nhân sô-cô-la thì đây là công thức để làm nhân sô-cô-la. Cái này thực ra là hôm nay không có định làm, nhưng bởi vì là em gái mình không ăn nhân bánh thập cẩm nên mình quyết định là sẽ làm bánh sô-cô-la để cho riêng em mình ăn. Mình làm hôm nay là bánh 150g, khuôn cũng là khuôn 150g, nên là mình sẽ chia ra là 100g nhân với 50g vỏ. Và với cái khuôn press như thế này thì mình sẽ thoa một chút dầu ăn vào phía trong nó để cho cái bánh, cho cái bột nó không dính vào cái khuôn và tạo nét cho cái khuôn hơn, tạo nét cho cái bánh hơn. Ok, so bây giờ chúng ta sẽ lấy một phần vỏ bánh ra và cán dẹt nó. Mình ở đây mình không có cái cây lăn bột nên là mình sẽ dùng luôn cái lõi của bọc thực phẩm. Sau mà lăn ra như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy một phần nhân đặt vào giữa. Sau đó thì dùng tay mình miết cái vỏ sao cho mà ở giữa vỏ và nhân không để lại không khí, và vuốt tất cả các mép vào thật là khéo léo. Và các bạn nhớ là phải vuốt đi một chút, xoa xoa đi một chút, miết đi một chút. Sau đó thì đặt cái phần đẹp nhất vào khuôn và bắt đầu press, tức là ấn. Ấn chặt một chút thì cái hình nó lên ý, sẽ đẹp hơn. Sau đó thì từ từ nhấc bánh, đâu, nhấc khuôn ra khỏi bánh. Ta-da! Và em nó đây rồi. Các bạn thể thấy không? Khi mà các bạn ấn đủ mạnh ý, thì cái khuôn và cái in lên trên bánh sẽ rất là nét. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy với nhân bánh thập cẩm còn lại. Đây, sau khi làm xong thì mình sẽ cho hết ra khay và để chờ một chút. Hai cái bánh này là hai cái bánh sô-cô-la nên là mình sẽ làm màu hơi khác một chút so với bánh trung thu thập cẩm. In rất là sắc nét luôn, bánh trung thu con cá chép và hoa sen. Bây giờ thì mình sẽ phết một lớp trứng và sữa tươi, hỗn hợp trứng và sữa tươi hòa tan lên trên mặt bánh. Bánh trung thu thì các bạn nên phết trứng nhé, bởi vì trứng sẽ làm cho bánh khi nướng xong có màu đẹp hơn và bắt mắt hơn. Nhưng mà nhớ là không nên quét quá nhiều trứng, bởi vì nó quét quá nhiều trứng sẽ làm cho bánh bị kém sắc. Sau đó thì lại cho vào trong lò nướng ở nhiệt độ 190 độ trong vòng 10 phút nha. Khi hết 10 phút thì các bạn cho bánh ra khỏi lò và dùng nước xịt lên như thế này để cho nguội bớt. Và sau khi bánh nguội bớt rồi thì chúng ta sẽ phết trứng lần thứ hai lên trên mặt bánh. Lúc này thì trứng cũng đã làm cho mặt bánh hơi vàng lên rồi, nhưng mà chúng ta sẽ lại cho vào lò và nướng 170 độ trong vòng 8 phút.
Bánh sau khi mà nướng xong thì các bạn sẽ để nó ở nhiệt độ phòng và bảo quản trong vòng một đêm. Vì bánh sau khi nướng xong thì có bạn theo sở thích thì sẽ có thể ăn được luôn, nhưng mà mình thì nên khuyên các bạn là nên để sau một đêm. Bởi vì để sau một đêm ấy, thì cái phần dầu mỡ ở phía trong sẽ thấm ra ngoài mặt bánh và làm bánh trông mỡ màng, trông ngon lành hơn. Đây là mặt cắt của bánh trung thu thập cẩm. Vỏ rất là mỏng và nhân nhìn có bắt mắt không? Còn đây là bánh trung thu nhân sô-cô-la. Vỏ hơi dày một chút và cấu tạo vỏ thì cũng hơi khác so với cả bánh trung thu thập cẩm, để dễ phân biệt trong lò nướng. Hai cái bánh này mà có thêm một ly trà xanh nữa thì đúng là hết ý đúng không? Mong rằng các bạn có thể phá cỗ với công thức bánh trung thu homemade, healthy, siêu đơn giản của mình. Và hy vọng là các bạn sẽ thực hiện vào bếp, bởi vì là chỉ còn có vài ngày nữa thôi là Tết Trung Thu đến rồi. Còn chần chờ gì nữa nào? Các bạn thấy làm sao? Công thức vừa rồi có thực sự là dễ làm hay không? Dễ làm chứ đúng không? Và những cái nguyên liệu thì cũng rất là dễ kiếm nữa. Và mình tin rằng công thức bánh trung thu healthy của mình vừa rồi đã giúp ích cho bạn, và cũng đã giúp cho bạn có thêm một cái idea cho cái mùa trung thu này. Và bởi vì trung thu chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là đã tới rồi, nên là mình hy vọng là các bạn có thể sắm tay vào và thực hiện luôn vào ngày mai. Và chúc các bạn thành công với công thức vừa rồi. Chúc các bạn có một mùa trăng vui vẻ, đón trăng bên gia đình, bên bạn bè, và an toàn trong mùa dịch nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và đừng quên bấm nút like và nút subscribe phía bên dưới, bởi vì mình sẽ còn quay trở lại trong thứ năm tuần sau. Và cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mùa trăng vui vẻ, an toàn bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.